trong cái đời sống thường nhật mỗi ngày. Cho nên nói một cách khác là sách Gia Cơ là nói về một cái đời sống đức tin, phước đi bởi đức tin trong sự tin cậy Chúa. Cho nên trong phần cuối cùng, như các bạn biết, khi sách Gia Cơ mà đã đề cập tới thì đề cập tới những cái thách thức mà cái người tin thờ Chúa phải đối diện ngày đầu tiên, trong cái thế kỷ đầu tiên hay cho đến bây giờ cũng vậy. Đó là những cái thử thách, những cái khó khăn trên hành trình theo Chúa, có những cái sự phân biệt đối xử ở trong hội thánh của Chúa giữa người giàu lẫn người nghèo, rồi sau nữa có cái sự cay đắng, có cái sự ganh tị, có cái sự tranh lực giành với nhau ở trong hội thánh. Thì đâu là những cái cách thức mà tôi và anh chị em có thể phải đáp lại? Thì Gia Cơ trong cái phần kinh thánh hôm nay, ông sẽ chung kết lại hay là tổng kết lại tất cả những gì ông đã nói từ trước, từ chương 1 cho đến bây giờ. Chỉ có một điều thôi, một từ một thôi, đó là tin cậy, hay là tin cậy Chúa. Tôi chọn cái tựa đề đó là chọn niềm tin thác cho cái phần kinh thánh chiều hôm nay, Gia Cơ đoạn 5 từ câu 13 cho đến câu số 18. Bây giờ một anh em nào có giọng hay tiếng tốt đọc giùm tôi những cái câu kinh thánh trên, đọc lớn này. Rằng anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Rằng anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân dân Chúa sức giàu cho người bình đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng xót xa cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời về mưa và đất xanh trắng ra hoa màu. Amen. Cả cái phần kinh thánh này là 6 câu kinh thánh này chỉ tóm lược trong một từ thôi. Nếu mà chọn một từ để nói á, đó là từ cầu nguyện. Nếu mà chọn một từ thôi để đại diện cho cả 6 cái câu kinh thánh này thì đó là từ cầu nguyện. Mà khi mà nói tới chuyện cầu nguyện là nói tới cái lòng tin cậy hay là cái lòng tin thác của tôi và anh em nơi chính Chúa. Có 3 điều về sự cầu nguyện mà chiều nay chúng ta sẽ học qua 6 cái câu kinh thánh này. Thứ nhất là khi nào thì mình cầu nguyện. Cầu nguyện á, hay là cái cầu nguyện hiệu quả là nó gồm những gì và đâu là cái gương mẫu của sự cầu nguyện. 3 điều đó chúng ta sẽ làm được bây giờ. Trước hết là mình xem cái thời điểm mà chúng ta cần cầu nguyện. 2 câu đầu, câu 13 và câu 14 các bạn. Lần Chúa nói gì? Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Vẫn dịch mới dịch là có ai trong anh em bị ngược đãi chăng? Hãy cầu nguyện. Rồi gì nữa? Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi. Thực ra là trong tiếng Việt mình nó có nhiều từ, chứ trong tiếng Anh hay là trong tiếng Hy Lạp nguyên gốc thì có từ một thôi. Ví dụ như là có ai anh em bị ngược đãi chăng? Cầu nguyện. Có ai trong anh em đang vui mừng chăng? Hát. Rồi. Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và sức giàu cho người bệnh. Như vậy ở đây mình thấy có 3 cái trường hợp được đề ra. Còn mình thấy gì? Đây cả 3 điều nói về sự cầu nguyện. Thứ nhất là ai trong anh em bị buồn khổ hay là đau khổ không? Cái khổ này là bị bắt bớ trong cái văn mặt của cả cái sách Gia Cơ đó. Thì chúng ta biết là cái người tín đồ phần lớn trong hội thánh này đang bị khổ vì bị bắt bớ, vì bị bắt hại, vì bị ngược đãi, vì có niềm tin của họ nơi Chúa. Khổ vì họ bị đối xử cách bắt con, đặc biệt là đối với những tín hữu nghèo ở trong hội thánh. Họ khổ có thể vì bị mất mát tài sản, mất mát người thân, hay là mất mát các mối quan hệ cũng bị cỡ tình hợp chứ. Khổ ở đây mà Gia Cơ đề cập nó có cả khổ về thực linh hay là khổ về tinh thần đó anh chị, rồi khổ cả về cái phần thể xác, rồi khổ cả về cảm xúc hay là tình cảm, rồi khổ cả về tài chính, khổ trong mối quan hệ nữa. Nhưng mà dù hãy nhớ được anh chị, người tin thờ Chúa không có được miễn trừ khỏi cái chuyện là bị khổ. Nhiều khi mình nghĩ là tin Chúa được phước đúng không? Mà rõ ràng Kinh Thánh cũng nói tin Chúa được phước các em. Nhưng mà mình nói là mình cũng nên nhớ được này, là tôi và anh chị em khi tin thờ Chúa thì không có nghĩa là mình được miễn trừ khỏi cái hoạn nạn thử thách. Có 3 câu Kinh Thánh mà chúng ta biết điều này, tôi sẽ nhấn mạnh lại. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Tin Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 6 câu 33. Thế là Phaolô nói gì? Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Chúa Trời, trong các mùa đoạn 14 câu 2. Và Phaolô nói gì? Thật tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đức Chúa Jesus Christ đều phải bị bắt bớ. Cho nên nếu mà anh em mà đi tin Chúa mà gặp rắc rối khó khăn, chuyện đó mình sẽ nói gì? Bình thường thôi.
nói gì đặc biệt đâu. Sứ đồ Giăng Cơ nói gì? Ai trong anh em đang phải chịu khổ hay là ai trong anh em đang bị ngược đãi chăng thì hãy cầu nguyện. Hãy nói ngắn gọn là gì? Ai khổ hay cầu nguyện. Mình rất là dễ amen. Cái câu này nghe rất là dễ đúng không? Anh đang gặp khó khăn đúng không? Anh đang gặp hoạn nạn đúng không? Anh đang gặp đau khổ đúng không? Cầu nguyện đi. Đây là câu mình thường nói. Nhưng mà tôi nói với anh em, đây là cái mạng định dễ nói nhưng mà không có dễ làm theo. Anh em biết tại sao? Bởi vì cái bản tính hay là cái phản ứng tự nhiên của tôi và anh chị em nó không là như thế. Cái phản ứng tự nhiên của tôi và anh chị em khi gặp khổ, khi gặp hoạn nạn, khi gặp thử thách, khi bị ngược đãi, khi bị đối xử bất công, nó không phải là im để cầu nguyện. Phản ứng của mình mà khi bị ngược đãi, khi bị gặp khổ là mình làm gì anh chị biết không? Cái phản ứng tự nhiên á là làm đau. Rồi gì nữa? Quán trách. Rồi gì nữa? Kêu ca. Là thậm chí mình nói là cái Chúa là gì? Mình chắc chắn Chúa là Chúa ấy, tại sao lại như thế? Cái phản ứng tự nhiên của tôi và anh chị em khi bị ngược đãi, khi bị người ta đối xử mà phản công á, thì mình sẽ làm gì? Mình phản đối, mình chống trả quyết liệt, hay là kiểu sẵn sàng là ăn thua đủ á. Nhiều khi các bạn thấy nhiều hội thánh, nhiều cái tập thể những người tin Chúa đang bày tỏ cái lối phản kháng của họ theo cái cách mà mình nhìn thấy không phải như mình thấy. Nè, nhìn thấy những cái bất công trong xã hội, nhìn thấy những cái sự mà đè nén hay là ngược đãi đối với niềm tin, thì nhiều người tin Chúa ngày hôm nay họ phản ứng theo cái cách mà mình dường thấy không thấy trong linh thân. Tôi muốn hỏi anh xem câu này, mà mỗi một người tự xét xem nhé. Khi có cái sự xung đột giữa vợ chồng với nhau, khi vợ chồng cãi nhau chẳng hạn, hay là khi có sự xung đột giữa cha mẹ với con cái chẳng hạn, thì anh chị em ngay lập tức bước vào cái chỗ cầu nguyện, xin Chúa sự khôn ngoan, xin Chúa ban cho mình một cái tâm linh bình tĩnh, hay là mình sẽ phản ứng ngược lại. Cái câu này đơn giản lắm. Sứ đồ Gia Cơ nói gì? Ai trong anh em bị đau khổ thì sao? Hãy cầu nguyện. Nhưng mà khi mà mình bị có xung đột trong gia đình thì bao nhiêu người trong chúng ta rút lui vào trong cái chỗ riêng tư và cầu nguyện. Hoặc trong công ty chẳng hạn, khi anh em bị đối xử bất công, anh chị em có kêu lên với Chúa ngài lúc đó không? Như Nehemi đã từng làm trước mặt cái vị vua nước ngoài, hay là anh chị em sẽ phản ứng cái cách ngược lại là anh miếng trắng đi sững cò lên, nó là cùng mang cùng mát chứ nó quật mình nó đơn giản nhất. Cái đường tới đây thờ phượng Chúa, xe nó bị hỏng, hoặc là trong ngày thường anh em bị mất cắp chẳng hạn, anh em bị cướp chẳng hạn, anh em bị quỵt chẳng hạn, anh em bị thua lỗ chẳng hạn, hay là anh em gặp cái trường hợp là mất người thân yêu của mình chẳng hạn, thì cái phản ứng bao nhiêu người trong chúng ta tại đây là cầu nguyện. Cái câu này không phải khó hiểu đúng không ạ? Ai trong anh em bị khổ hãy cầu nguyện, chúng ta cũng dễ học thuộc lòng luôn. Nhưng mà nhiều khi tôi và anh em, kể cả những người hầu việc Chúa, không có phản ứng hay nói cách khác là không có làm đúng như điều Chúa kỳ vọng. Wow, Chúa ban cho mình một cái cách để giải quyết vấn đề nhưng mà mình không bao giờ sử dụng. Cho nên nó mới có cái hiện tượng là gì anh chị em biết không? Nhiều khi cầu nguyện như là giải pháp cuối cùng của mình thôi. Tức là sau khi mình đã cố gắng hết sức dùng đủ thứ cách mà không giải quyết được cái vấn đề rồi, mình mới nói gì? Lạy Chúa xin cứu con. Nhưng mà đối với Kinh Thánh á, đối với lời Chúa dạy tôi và anh em là gì? Cầu nguyện là giải pháp trước hết. Cho nên tôi thách thức các bạn, dù các bạn tin Chúa lâu hay mau mới đây, dù các bạn là tín đồ hay là người hầu việc Chúa, thì hãy cậy ơn Chúa mà vâng lời một cách đơn sơ. Khi đối diện với những cái áp lực, bị ngược đãi, bị đối xử bất công hay là gặp khó khăn trong cuộc sống, cái cách đầu tiên mà cần phải xử sự đó là cầu nguyện. Không cần phải chạy vào phòng riêng đâu, đứng tại chỗ đó vẫn có thể cầu nguyện. Xin Chúa ban cho mình một cái tâm linh bình. Nhiều người á, khi đọc cái câu Kinh Thánh này, họ nghĩ thế này các bạn. Nếu mà khi bị bất hại này, khi bị ngược đãi, khi bị chèn ép mà cầu nguyện thì như vậy nó thụ động quá không? Quá thụ động mà nếu như thế thì nhu nhược quá đâu còn gì? Khi nó có khác gì nằm chờ chết để tụi nó muốn làm gì nó làm ạ? Văn thuật trong thì có vẻ là cái lý luận này có vẻ đúng các bạn, nhưng mà thật sự thì không phải như vậy. Anh em biết sao không? Thì phần lớn hầu hết là
con dân Chúa mà khi đối đụng chuyện ấy, thì họ không có cầu nguyện ngay, mà vì không có cầu nguyện ngay cho nên họ không có thấy kết quả ngay. Và vì họ không có thấy kết quả ngay cho nên họ nghĩ gì? Ui, chết tới nơi mà còn ở đó cầu nguyện à? Nó chèm ép mình như thế mà nằm nó cho nó muốn dài xéo kiểu gì dài xéo à? Anh em ạ, hãy nhớ cái này. Khi tôi và anh chị em chọn cái giải pháp cầu nguyện, tức là vâng lời Chúa đó, khi mình đối diện với những thử thách ở trong cuộc sống, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội đấy, thoạt nhìn thì có vẻ như là thụ động, như là bất lực, như là nhu nhược, nhưng mà kỳ thực nó không phải như thế. Tôi muốn dùng hình ảnh này để anh em thấy là ngày hôm nay đó, khi mà người ta có cái việc kiện tụng lẫn nhau, thì cái ví dụ như tôi bị người ta kiện đi, tôi không nhất quyết phải cần phải ra tòa, tôi chỉ cần cử đại diện thôi. Anh chị em hiểu cái này không? Tức là hoặc là ví dụ như tôi bị người ta kiện cáo gì đó, thì tôi nếu mà tôi là cái người mà có điều kiện, tôi sẽ cử một cái người nào đó làm đại diện cho tôi ra đó, cho tôi nhất quyết tôi không cần phải ra. Đó là cái việc mà tôi và anh em ủy quyền cho cái người đại diện của mình làm việc ở ngoài tòa. Khi gặp khổ, khi bị ngược đãi mà chúng ta cầu nguyện, anh em biết chưa, là mình đang chủ động trao cái quyền, hay là mình ủy quyền cho Chúa xử lý sự vụ của ta. Cái rắc rối mà tôi và anh chị em không hiểu được đó là mình nghĩ gì? Mình nghĩ là mình phải ra mặt đó, mình phải xử lý vấn đề đó. Chứ nếu mình mà không làm thì cái việc này nó không đến đâu cả. Mình mà không đứng ra thì người ta ăn hiếp mình, người ta chèn ép. Mà mình quên mất là mình có một cái vị đại diện tuyệt vời. Những phần kinh thánh trước anh em biết gì? Chớ xét đoán. Đánh xét đoán đứng trước cửa. Hãy nhường, hãy để cái phần đó cho Chúa. Cho nên khi tôi và anh chị em mà đối diện với khổ nè, rồi ngược đãi này, rồi bị bắt hại mà mình cầu nguyện với Chúa đó, lúc đó là mình ủy quyền cho chính Chúa xử lý cái sự vụ đó. Cho nên khi mà cầu nguyện ấy, cầu nguyện mà khi gặp khổ nạn hay là bị ngược đãi anh chị em, là một hành động đức tin. Đó là gì? Đó là mình bày tỏ lòng tin cậy của mình nơi Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng. Cái phản ứng tự nhiên của tôi và anh em là gì? Là khi mà mình gặp khó khăn ấy, thay vì mình tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì mình tin cậy nơi cái khả năng của mình. Vì đó là cái bản tính tự nhiên của tôi và anh em, là thường tin cậy nơi chính mình, tới cái khả năng để giải quyết sự vụ của mình. Cho nên để mà làm theo cái mệnh lệnh đơn sơ này, ai bị khổ hay cầu nguyện, chúng ta cần phải học anh chị. Thấy như thế nhưng mà không tự nhiên, bởi vì nó cái tự nhiên của mình là mình phản ứng ngược lại với lời của Chúa. Cho nên là để mà có thể là khi mà gặp khổ, khi bị ngược đãi, bị bất công ấy, mà mình có thể cầu nguyện ấy, là mình cần phải học, cần phải cậy ơn của Chúa để thay đổi. Tức là tôi và anh chị em cần phải học để cầu nguyện khi bị ngược đãi, cần phải học để cầu nguyện khi gặp khổ nạn. Cho nên tôi nói với anh chị em điều này, cái việc mà cầu nguyện khi mà gặp khổ hay bị ngược đãi nó không có tự nhiên nó xảy ra đâu. Đó là một quyết định của ý chí chúng ta. Quyết định là gì? Quyết định làm theo lời Chúa thay vì làm theo con người. Cho nên nếu như trong những ngày vừa qua, khi có chuyện là mình phản ứng theo cái bản tánh của mình, thì đã đến lúc Chúa nói gì? Con, bây giờ con lớn rồi, con cần phải hành xử một cách ra người lớn một chút xíu. Cái người lớn đấy là gì? Là làm theo lời của cha anh. Xin Chúa giúp mỗi người này. Các bạn biết là cái người mà họ thấy họ là cái người mà họ nhìn được ấy, là thường người lớn họ cái nhìn cho trẻ con nó mới nhìn được. Trong cái sự trưởng thành thuộc linh nó cũng vậy. Xin Chúa giúp cho mỗi một anh em lớn để được Chúa mỗi. Amen. Như vậy thì cái tình huống đầu tiên mà mình cần cầu nguyện là gì? Bị khổ. Tình huống thứ hai, vui mừng. Ngắn hơn. Có ai vui mừng chăng? Hãy người đó hãy ca ngợi Chúa. Vui mừng thì nó ngược lại với khổ anh chị em. Vui mừng á, nói một cách nôm na là gì? Là sướng á. Ai trong anh chị em đang sướng không? Người mà sướng thì phải làm sao? Khổ thì cầu nguyện rồi, còn sướng ngợi khen Chúa. Trong tiếng Anh là cầu nguyện là pray, rồi ngợi khen là praise. Tôi nói với anh chị em nhiều người nói, nhưng mà ngợi khen đâu có ý nghĩa gì cầu nguyện một xíu. Không, ngợi khen đó là đỉnh điểm của sự cầu nguyện. Ngợi khen là đỉnh điểm của sự cầu nguyện. Ngợi khen là hát tôn vinh hay là tôn vinh, đó là đỉnh điểm của sự cầu nguyện. Theo anh chị em thì hát ngợi khen khi mình vui á,
nó có dễ hơn là cầu nguyện khi bị khổ không? Tôi hỏi câu hỏi này, nhiều khi nhiều câu hỏi các bạn nó nhắm nhỉ? Khi anh em đang vui đó, anh em hát thở khen nó dễ hơn khi anh em khổ mà anh em cầu nguyện không? Hoặc nghe có vẻ là nhiều như nó dễ hơn đúng không? Nhưng mà tôi thấy anh em thực tế là không phải như vậy đâu. Khi mà mọi chuyện thanh thông á, khi mà cái công việc của mình nó không gặp trắc trở, nó không gặp rắc rối, mà khi mà mình công việc bất hại, công việc ngược lại đó, thì con người ta có cái xu hướng gì anh em biết không? Quên Chúa thay vì biết ơn Chúa. Ô, họ nghe đó, ai đâu anh em vui mừng không? Hãy hát cờ khen Chúa, mình cái chuyện nhỏ, nó không nhỏ. Khi mà mình đang vui mừng, khi mà mọi chuyện thanh thông, khi cuộc đời sung sướng á, ta rất dễ quên Chúa. Cảnh báo ở trong phục truyền đoạn 6 từ câu 10 đến câu 12 thế này các bạn. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đưa anh em vào xứ mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Jacob để ban cho anh em những thành lớn và tốt đẹp mà anh em đã không xây cất, những căn nhà đầy đủ vật mọi vật tốt mà anh em không sắp sửa, những giếng nước mà anh em không phải đào, cây nho và cây ô liu mà anh em không trồng. Khi anh em được ăn uống no nê, phải cẩn thận kẻo anh em quên Đức Giê-hô-va mà Đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập. Một câu kinh thánh khác mà cái điện quen thuộc đó là Thi Thiên 103 câu 2 nói gì? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ơn huệ. Tôi nói với anh xem điều này. Khi công việc ổn định đó, thì chúng ta có cái xu hướng gì? Cầu nguyện yếu dần đi và thậm chí là ngưng hẳn. Nếu có còn cầu nguyện thì công việc thanh thông á, thì chẳng qua chỉ là chiếu lệ mà. Cho nên cái mạng lệnh đó rất là rõ ràng là ai trong anh em vui mừng hãy ca ngợi Chúa, mình nghe mình cũng dễ lắm. Nhưng mà tôi nói với anh em không phải vô cớ mà ra cơ nhắn đi nhắn lại chỗ này đâu, là bởi vì dân sự Chúa có cái xu hướng mà quên Chúa khi đang ở trong sự thanh thông, khi một cái sự diễn biến của các con. Anh em biết tại sao mà khi mà mình gặp việc thanh thông, khi mình đang sướng đó, mình hay quên Chúa không? Cái mà mình bỏ bê cái sự cầu nguyện hay ca ngợi là bởi vì mình không biết cầu nguyện cho điều gì đâu. Khi mình gặp khổ mình biết mình phải biết cầu nguyện gì. Ví dụ như tôi dùng một ví dụ, tôi biết là dạo này anh em mà DC mình còn có còn cầu nguyện buổi tối hay không? Nếu còn là thường thường những lúc cuối mà lúc cầu nguyện lâu nè, nó lần đầu là nhiều năng đề, nhiều nhu cầu cầu nguyện dữ lắm đó. Nhưng mà dần dần lâu dài cuối cùng cái buổi nhóm cầu nguyện trở nên nặng nề, bởi vì mình không biết phải cầu nguyện cho cái gì. Đặc biệt là khi hậu thắng là phát biểu, khi mọi việc mình suôn sẻ đó, công ăn việc làm ổn định, giấy tờ rồi ngon lành hết, là chúng ta quên. Mình nhớ lại khoảng lúc tôi mới về Việt Nam khoảng năm 95-96, tôi dạy một cái tổ ở tại quận 6 Sài Gòn. Khi tôi chia sẻ về dạy giáo lý về cái bài cầu nguyện, tôi có giúp đỡ cho một số anh chị em cầu nguyện, thì có một cái cô đó, gia đình đúng nghĩa là gia đình có điều kiện, thì cô hỏi tôi thế này: thưa thầy, họ là tôi chưa phải một sư, thưa thầy là đối với những anh chị em này thì họ có năng đề, có nhu cầu thì đúng là họ cầu xin Chúa rồi, chứ như tôi thì thật sự mà nói là tôi không có nhu cầu gì hết thì tôi biết cầu nguyện gì? Không có nhu cầu gì, tức là cô không có cái gì cần hết thì đâu có cái gì đâu xin, không xin thì đâu cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, Chúa chồng tôi có một cái tâm thân cảm tạ, cái cuộc cảm tạ hay xin cái gì đó, thì cô cảm ơn Chúa vì những gì mà cô Chúa đã cho. Phần lớn con dân Chúa và thậm chí nhiều người tới Chúa chưa qua được cái level này trong cái đời sống cầu nguyện, tức là chỉ biết cầu xin thôi, mà khi mọi sự mà mình không có nhu cầu gì nữa là theo, tức là mình không có còn biết cầu nguyện gì. Là sống cầu nguyện, cái thời giờ cầu nguyện nó ngắn dần lại, ngắn dần lại. Mà khi tôi và anh chị mà không qua được cái mức độ này, cái cấp độ này thì sao anh chị biết không? Nếu mà học có nghĩa là lưu ban hay là ở lại lớp, cái ở lại lớp nào, lớp cầu sinh, lớp cái học viên tại ngoài, mà lớp cầu sinh thì dành cho cái nhóm học viên nào các bạn biết không? Nói lúc nãy cái nhóm bị ngược đãi, cái nhóm bị chịu khổ. Anh hôm nay là cái nhóm đang có năng đề. Cho nên nhiều khi cái đời sống cầu nguyện hay là cái thời giờ cầu nguyện của tôi, anh chị em chỉ sống lại khi nào? Khi mình gặp rắc rối. Chúa thương nhiều người mình nó vui vui, Chúa thương cho nó cho mấy cái năng đề để đánh thức mấy cái này, mà không nó ngủ vui.
thở nặng, xin cho tỉnh. Anh chị em có đang còn lại khen Chúa không? Anh chị em mong bằng luôn luôn cảm tạ Chúa vì cái hoàn cảnh thuận lợi, vì cái công việc ổn định, vì cái thu nhập ổn định, vì cái sức khỏe sung mãn, vì con nhân hạnh phúc không? Anh em có còn luôn cảm tạ Chúa vì con cái ngoan hiền, vì có một cái môi trường cái linh, tức là hội thánh này thuận lợi để mình phát triển và tới đây. Nếu câu trả lời của anh em là không, có nghĩa là anh em đang ở trong tình trạng không vâng lời Chúa, tức là đang là người vô tín ở trước mặt Chúa. Nó nhẹ nhàng lắm, làm theo lời Chúa không có gì nào to có lớn đúng không? Khổ thì sao? Cầu nguyện. Sướng thì sao? Hát ngợi khen hay là cảm tạ. Trường hợp thứ ba, bệnh tật, tức là bị ốm. Có ai trong anh em đâu ốm chứ? Người ấy hãy mời các trưởng lão hoặc thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức giàu cho người bệnh đoạn, thì họ sẽ cầu nguyện cho người ấy. Hãy để ý này, vẫn là cầu nguyện nha. Nhưng mà trong cái trường hợp này là không phải là tự cầu nguyện cho mình, mà phải là nhờ người khác cầu nguyện. Cũng là cầu nguyện, nhưng mà cái trường hợp bị ốm á, thì lại phải mời người khác đến cầu nguyện cho mình, chứ mình không có cầu nguyện cho mình. Các bạn nghĩ là trong cái sự chữa lành tôi nói mở rộng thêm chút xíu để các bạn hiểu về cái sự sức giàu cầu nguyện. Với cái tư cách là một người tín hữu, hãy ai tin thì sẽ được dấu lạ này, lấy danh ta mà đặt tay cho kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Đó là cái mức độ bình thường của bất kỳ người nào. Rồi cái loại sức giàu thứ hai là loại sức giàu đây của mấy ông trưởng lão hội thánh, tức là những người lãnh đạo phụ huynh trong hội thánh đây. Trong anh em có ai đâu ốm chăng hãy mời các trưởng lão hội thánh đến sức giàu cầu nguyện cho. Rồi còn một cái loại sức giàu của người đó là cái ân tứ chữa lành các tật bệnh, ba cái loại khác nhau. Thì khi tôi và anh chị em bị ốm á, thì theo như lời Chúa mình không có tự cầu nguyện cho chính mình, là con dân Chúa chúng ta không có tự cầu nguyện. Chúa đặt, Chúa lập những cái quy định như thế, mình mời các ông lãnh đạo tới đặt tay xin dầu cầu nguyện cho mình trong danh Chúa. Ai mời? Người ốm phải mời. Trong nguyên văn là chữ call, tức là gọi á, cái người ốm phải gọi, chứ không phải ông lãnh đạo cũng gọi. Nên đừng có chờ cái người lãnh đạo phát hiện anh em bị ốm rồi gọi điện hỏi thăm rồi họ sẽ cầu nguyện cho. Không, ở đây lời Chúa quy định là gì? Cái người bị ốm phải mời những người lãnh đạo và thánh đến. Cái người khác ở đây là người lãnh đạo và thánh đến. Nhớ trưởng lão không phải là ông già nha. Bao nhiêu người ở đây mà đây hiểu cái chữ trưởng lão là ông già? Không, trưởng lão không phải ông già, nhiều ông rất trẻ. Trưởng lão là cái người lãnh đạo và thánh. Nguyên văn thực ra đó, nếu mà các bạn đọc sách Phi-e-rơ nhất là này nào, các bạn sẽ thấy gì? Trưởng lão là những người mục sư, những người trang bày. Có nhiều từ trong Kinh Thánh mà nhiều người ngày hôm nay vẫn còn hiểu sai. Chẳng hạn cái từ ở trong Ê-sai 58 có cái từ là trớ trinh những kẻ cốt nhục mình. Nhiều người cứ nghĩ là giải thích là trớ trinh luôn, mày thấy cái từ trinh á, cho nên nghĩ là trớ trinh có nghĩa là hiếp dâm. Thực ra cái chữ trớ trinh nó không phải là trớ trêu đâu. Trớ trinh là lừa đảo, là lừa gạt, lừa dối. Đó là cái từ cái tiếng chữ nôm mà của người miền Nam, giống như là trong các huyện người Phân Tiên đó. Trên trưởng lão như cái bàn đó là cái người lãnh đạo trong hội thánh nha. Đức Chúa Trời thiết lập nhiều cái mức độ uy quyền khác nhau, hay là cái thẩm quyền khác nhau ở dưới cái uy quyền tuyệt đối của Chúa. Mà cái mục đích của cái những cái uy quyền mà được ủy thác đó là làm gì anh xem biết không? Đó là để bảo vệ và ban phước cho những cái người ở dưới uy quyền đó. Thì trưởng lão là một cái công cụ hay là một cái phương tiện mà Đức Chúa Trời thiết lập để quy định, Đức Chúa Trời thiết lập để làm gì? Để thi hành, để chuyển tải cái sự chữa lành ở trong hội thánh của Chúa. Dù ông John ông tin hay không tin thì tôi không biết, nhưng mà Chúa đặt để ông ở đây này. Ông là cái công cụ hay là cái phương tiện để chuyển tải sự chữa lành này. Cũng tương tự vậy, cái cầu nguyện là gì? Là cái phương tiện mà Chúa quy định để nhận được sự trả lời từ nơi Chúa. Nó giống như cái công tắc đèn, điện nó có sẵn rồi, bóng đèn tất phải có hết rồi, nhưng mà phải bật công tắc. Ngày hôm nay tôi muốn nói là này, nhiều người không biết cái chuyện này, nhiều người không biết là khi mình bị ốm thì mình phải mời các trưởng lão đến sức dầu cầu nguyện cho mình.
vì không biết, cho nên họ không bao giờ gọi, bị ốm không gọi trưởng lão. Và cũng có người gọi nhưng mà gọi cái ông trưởng lão của cái chỗ khác chứ không ở cái chỗ của mình. Ra chưa? Và theo cái bệnh này có sự chữa lành xảy ra không? Không. Ví dụ cái công tắc kia nó chỉ mở cái đèn này, còn cái công tắc trước kia nó mở đèn này. Mình nói công tắc thường chẳng là công tắc thì miễn là công tắc là được lập thôi chứ. Mà sao được lập cái công tắc đó nó không có gì xảy ra. Nhớ Chúa thiết lập những cái công cụ, những cái phương tiện để ban phúc cho chúng ta. Anh em cần phải học biết điều đó để có thể nhận lấy cho chúng ta. Lý do mà nhiều người không mời các trưởng lão đến bởi vì có thể là cho rằng coi cái ông ấy, cái bà ấy kém ơn, kém quyền năng, cho nên mình không bao giờ mình mời. Mình quên mất là cái công tắc thì nó chỉ là công tắc thôi, đúng không? Công tắc Nhật hay công tắc Mã Lai gì nó cũng tới thôi. Cái quan trọng là cái được cầm nó đó, mà cái điều là mình có sử dụng. Nhiều khi tôi và anh em không hành xử theo như lời Chúa hướng dẫn mà mình gặp mình rồi mình sau đó mình đổ cho người ta. Tiếp theo, cái hiện tượng đó là nhiều người lãnh đạo hoặc là thiếu hiểu biết hoặc là họ tự ti ấy, họ cho rằng là ghét hơn, cho là họ vô tính, cho nên họ không bao giờ phân lợi Chúa để kích hoạt cái chức năng mà Chúa đặt để trong họ. Cho nên đối với những người lãnh đạo, đặc biệt là những người mà đang xem một cách trực tiếp qua live stream này, tôi muốn nói với quý vị là quý vị có biết rằng Đức Chúa Trời đã cài đặt trong quý vị một cái chức năng chữa lành cho những người giữ quyền quý vị trong hội thánh không? Hãy can đảm mà kích hoạt cái chức năng đó để đem lại cái phúc phận cho những con chiên ở trong hội thánh mà Chúa giao cho quý vị. Còn đối với anh chị em thì anh chị em cần phải biết rằng là những người lãnh đạo thuộc linh của anh chị em là cái công cụ mà Chúa đặt để trong hội thánh này để cung ứng cái sự chữa lành cho anh chị em. Cho nên khi bị ốm ấy, hãy gọi cho họ. Hãy gọi cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa đặt họ đó, Chúa đã ấn định, Chúa đã quy định cái người đó đó sẽ là cái người mà có cái chức năng đó để làm cái việc đó. Anh chị em để ý là xin cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, ai đỡ người đó vậy? Chúa chứ không phải ông trưởng lão đó. Tôi và anh em là cái thành viên trong hội thánh, mình phải mời trưởng lão đến, đúng không? Rồi trưởng lão đó, ông tin cậy Chúa thì ông sẽ làm theo lời Chúa, ông đến ông xích dầu, ông đặt tay trong danh Chúa. Nhưng mà cái sự chữa lành nó sẽ xảy ra bởi cái công tắc nó không có điện, cái công tắc điện nó không có điện. Amen. Nhưng mà khi nó bật xuống thì nó sẽ kết nối lại và điện nó phát ra. Với cái công tắc tự thân, cái công tắc điện nó không có điện. Xin Chúa cho một lần này để anh em mình nhìn đó, cái ông sư nào đó hay là cái bà sư đó, wow, mấy người này mới là siêu phàm, còn mấy cái ông của mình là chả là cái gì. Sai. Chúng ta thường hay sai. Như vậy thì anh xem lý nè, khi nào mình cầu nguyện buồn khổ, vui mừng và khi bị ốm, như vậy thì tắt tần tắt nó có gì? Vui cũng cầu nguyện, buồn cũng cầu nguyện, bị ốm cũng cầu nguyện, thế thì tắt tần tắt ấy. Và mọi lĩnh vực hình sự, mọi lĩnh vực. Rồi bây giờ mình sẽ xem đi vào cái phần thứ hai, cái yếu tố quyết định của sự cầu nguyện. Yếu tố quyết định của sự cầu nguyện trong câu 15 và câu 16. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xin tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Là cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. Tôi thích các bạn cũ đó là người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm. Có ba yếu tố tại đây. Thứ nhất, đức tin. Cầu nguyện không ai cầu mình được mà lời cầu nguyện, sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh. Cầu nguyện bởi đức tin. Đức tin là gì anh chị? Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trong mong và bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrew đoạn 11 câu 1. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong, là bằng cớ hay là bằng chứng của những gì mà mình chẳng xem thấy. À, bây giờ các bạn thấy biết chắc vững vàng là gì? Là trong cái trường hợp này, là trong cái trường hợp cầu nguyện chữa lành, biết chắc sự biết chắc vững vàng là gì anh xem? Là chắc chắn là sự chữa lành sẽ xảy ra.
Khi cái người lãnh đạo thuộc linh đến đặt tay xin dầu, đặt tay cầu nguyện cho người, ông biết chắc chắn là sự chữa lành nó sẽ ra. Anh xem để ý cho tôi hai trường hợp, trường hợp mục sư người của khách. Khi mà ông gặp cái mấy cái người mà bị cuộc sống này nọ, ông biết ông tắt ra tay đo ra hay chân đo chân ngắn chân dài, và mình thấy ông gọi rất là đơn giản, dài ra. Đó là sự biết chắc vững vàng, biết chắc vững, tức là biết chắc chắn là nó sẽ gì, dài ra. Nó sẽ chắc. Biết chắc là nó sẽ làm vậy. Hoặc là như mục sư Trầm vừa rồi, mục sư Nguyễn Trầm vừa rồi. Anh em thấy đủ quỷ. Ra, quỷ mẹ ra. Quỷ lớn, quỷ bé, quỷ già, quỷ trẻ gì. Ông không có lo lắng gì về cái chuyện đó. Tại sao? Bởi vì họ biết chắc cái uy quyền của mình, họ biết chắc nó sẽ xảy ra như thế. Đó là sự biết chắc đúng vậy. Còn bằng chứng là như anh xem, bằng chứng thực ra đó là cái lời hứa của Chúa. Đức tin là sự biết chắc vững vàng những gì mình đang trông mong, cái điều mà mình đang trông mong trong trường hợp này là chữa lành. Rồi bằng chứng hay bằng cớ là gì? Đó là lời hứa của Chúa. Lời hứa ở đây là gì? Trong trường hợp này là câu 14-15. Nếu các vị trưởng lão đến xích dầu nhân danh Chúa đặt tay cầu nguyện thì sao? Sẽ cứu kẻ bạn, rồi Chúa sẽ đỡ người đấy. Nó một cách nôm na cầu nguyện bởi đức tin là gì anh chị? Cầu nguyện bởi đức tin là mình cầu nguyện theo như Chúa hướng dẫn. Ở trong trường hợp cụ thể này đó là cầu nguyện là xích dầu này đặt tay nhân danh Chúa rồi, và tin rằng là Chúa sẽ làm như những gì Chúa đã nói. Tôi nói lại là cầu nguyện đức tin là cầu nguyện bởi đức tin là cầu nguyện theo cái sự hướng dẫn của Chúa, và tin rằng Chúa sẽ làm tất cả những gì mà Chúa đã hứa. Những gì Chúa đã hứa thì được ghi chép sẵn ở trong này. Trường hợp ở đây là gì? Là Chúa sẽ đỡ người ấy dậy, tức là Chúa sẽ chữa lành. Cho nên tôi muốn nói với anh xem một lần nữa rằng Chúa có ban cho những người lãnh đạo thuộc linh một cái thẩm quyền nhất định trong cái việc chữa lành cho các thành viên trong hội thánh. Chúa lập họ làm cái công cụ để ban phước cho các bạn chim. Thế nhưng mà nhớ nha anh chị, không phải cái chức danh của người đó, không phải cái địa vị của người đó, nó khai phóng hay là cái từ mà các bạn hay dùng bây giờ là nó kích hoạt cái sự chữa lành. Không phải cái chức danh là mục sư hay là cái này kia, mà nó không phải đâu. Mà nó cái mà là gì? Bởi đức tin. Không phải bởi cái địa vị của họ, không phải bởi tên tuổi của họ mà nó xảy ra sự chữa lành, mà là bởi gì? Bởi đức tin của họ. Ngày hôm nay á, trừ cái điện thoại cục gạch thôi, còn lại là đã là smartphone rồi á, thì smartphone nào cũng Facebook được này, cũng Zalo được này, đúng không? Lập tài khoản có vấn đề không? Mở tài khoản Zalo, mở tài khoản Facebook có vấn đề không anh chị? Dạ, vấn đề mỗi tài khoản thì phải có một cái mật khẩu để đăng nhập. Cái mật khẩu mà để đăng nhập cái tài khoản cầu nguyện để kết nối, để nối mạng cái thiên đàng đó là có cái tên là đức tin. Để mà kết nối với cái mạng thiên đàng là phải sử dụng cái mật khẩu đó. Mật khẩu đó có tên là đức tin. Hẳn nhiên nó có cái sự khác biệt giữa điện thoại Trung Quốc với lại hàng của Nhật nha. Khác biệt không? Có khác biệt. Nó có sự khác biệt giữa Samsung với lại là iPhone. Có cái sự khác biệt giữa G5 với lại G7 Pro. Nó sẽ có sự khác biệt giữa S5 với lại S7 Plus. Chẳng hạn như thế. Tôi muốn nói với các vị trưởng lão, những người hầu Chúa đó, anh chị em là hàng tốt, anh chị em là hàng đỉnh nhất. Nói như trong sách Khải Huyền đoạn 1:20 là anh chị em là sao, là sao của Chúa đó. Anh em biết nói mấy ngôi sao điện ảnh không? Trong sách Khải Huyền nói gì? Những người lãnh đạo hội thánh á, tức là những thiên sứ hội thánh, là họ là những người sao trong tay. Nếu những người lãnh đạo hội thánh mà không biết mình là hàng tốt, nếu mà không biết mình là hàng đỉnh, không biết mình là sao đó, thì đúng là hơi phí. Mà nếu đã biết mình làm tốt là sao rồi mà mình không nhập cái mật khẩu đức tin vào để kích hoạt cái chức năng mà Chúa đặt để trong mình, cái chức năng mà đem lại sự chữa lành cho hội thánh á, thì dù anh chị em có làm tốt là sao, là G7 Pro hay là S7 là gì đi nữa, thì anh chị em cũng không khác gì cái chiếc điện thoại cục gạch hay là gọi là cùi bắp. Đúng chẳng đúng không? Nhưng điều đó là nếu mà tín đồ mời quý vị đến, thì cái việc quý vị đến là gì? Cầu nguyện nhân danh Chúa xích dầu chẳng. Phần còn lại là
Chúa sẽ đỡ người đó vậy. Trường hợp ở đây là nói về cái sự chữa lành cho các thành viên trong hội thánh cái bệnh. Bởi các trường hợp, tuy nhiên là cái yếu tố đức tin đó cũng là điều không thể khó, không thể thiếu trong bất cứ loại cầu nguyện nào. Dù đó là cầu nguyện xin tội này, dù đó là cái loại cầu nguyện ngợi khen, tức là cầu nguyện cảm tạ này, hay là cầu nguyện cầu xin, dù là cầu cho mình hay là cầu cho người. Mà trong bất cứ cái mức độ nào, dù các bạn cầu nguyện cá nhân hay là cầu nguyện tập thể, kể cả khi cầu nguyện cảm tạ lúc ăn hay là uống. Nhiều khi tôi các bạn ăn nhưng mà cầu nguyện, mình có cầu nguyện cảm tạ Chúa, nhưng mà dường như mình không có tin. Ngày hôm nay cái chuyện cầu nguyện ăn uống thì thường là phần lớn là hình như không có ai cầu nguyện. Ăn thì có cầu nguyện, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm như là một cái thủ tục, giống như những người Công giáo họ làm dấu thôi, chứ chúng ta không còn có đức niềm tin ở trong cái lần cầu nguyện. Mình không tin vào những gì mình cầu nguyện. Bao nhiêu người trong các bạn khi cầu nguyện là tin rằng là Chúa sẽ thánh hóa, tiêu trừ mọi độc tố. Cho nên nhiều khi tôi và các bạn làm cái việc thiêng liêng nhưng mà không có đức tin. Ngay cả cái chuyện đơn giản nhất đó, cảm ơn Chúa, amen. Nhưng mà mình không có tin rằng là cái lời nói của mình nó sẽ đem lại sự thánh hóa cho tất cả. Thì hỏi làm sao mà anh chị em đặt tay cầu nguyện cho người bệnh, anh chị em tin rằng là bởi cái sự đặt tay của mình, sự chữa lành nó sẽ đến. Cho nên xin Chúa cho tôi và anh em thấy được yếu tố đầu tiên của cái sự cầu nguyện là đức tin. Đức tin là gì? Cầu nguyện bởi đức tin là cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Chúa và tin rằng Chúa sẽ làm thành tất cả những gì mà Chúa đã nói được ghi chép lại trong Kinh Thánh. Thứ hai, yếu tố thứ hai đó là công khai xin tội. Ở đây lời Chúa nói là lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người ốm. Trong nguyên văn đó là cái chữ này là chữ sosei, nó có cái gốc từ cái chữ solo đó, là từ cái chữ mà cứu ấy. Và Chúa sẽ đỡ người ấy vậy, và thậm chí nếu người ấy có tội cũng sẽ được tha. Cái chữ nếu này nó quan trọng lắm đây. Nếu thì hãy nhớ là không phải cái bệnh nào cũng do tội mà ra nha. Nhiều người quá máu nghĩ là gì, cứ anh nào bị bệnh là đều phạm tội hết. Không, ở đây dùng cái từ là nếu. Điều đó có nghĩa gì? Có một số bệnh tật là bởi cái phạm tội mà có, nhưng mà không phải tất bệnh tật người nào bị ốm cũng đều là do phạm tội. Thì trong trường hợp mà cái người bệnh nó mà phạm tội thì sao? Không phải bởi cái lời cầu nguyện của ông trưởng lão mà cái người bệnh này được tha, cái tội của người này được tha đâu, mà là bởi cái sự sinh tội của chính người đó. Amen. Sinh tội cùng nhau ở đây đó các bạn. Có nghĩa là mình phải công khai xin ra cái sai phạm của mình, ít nhất là bởi cái ông trưởng lão đó. Tôi không biết là có phải căn cứ trên cái câu Kinh Thánh này mà giáo hội Công giáo lập ra cái chuyện là xin tội với linh mục hay không. Nhưng mà nếu mà chỉ căn cứ trên này mà bảo là phải xin tội với linh mục thì nó có cái gì đó nó đụng ép rồi. Bởi vì đây là xin tội để cầu nguyện chữa lành, chứ không phải xin tội hành cùng. Giăng nhất đoạn 1 câu 9 nói như thế này là các bạn: còn nếu chúng ta xin tội mình thì Ngài là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong Ngôn 28 câu 13 thì nói rằng là người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xin nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Tại sao tôi và anh chị em phải xin tội? Đơn giản thôi, là Chúa nói ở trong Ê-sai 59 câu 1 câu 2 là này: tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tay Ngài cũng chẳng nặng nghề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi. Cái lý do mà tôi và anh chị em cần phải xin tội là bởi vì để có thể nhận được sự chữa lành, mình buộc phải giải quyết vấn đề. Xin tội trước hay cầu nguyện trước? Mặc dù cái câu Kinh Thánh nói thì rõ ràng là ông kêu ông tới cầu nguyện, nhưng mà kỳ thật là nếu cái người bệnh đó mà có tội, họ phải xin tội trước. Để nhớ lại một sự trong cái môn giải cứu hôm trước ở trong hiện trại có nhắc đi nhắc lại là gì? Tội lỗi mà đặc biệt là cái tội không tha thứ đó, cái tội mà cay đắng á, nó là cái thức ăn, nó là cái nguồn nguyên liệu cung cấp cái sức mạnh cho tà ma. Anh em nhớ không? Nên muốn giải cứu được thì trước hết phải làm yếu, cho nó đói đi đó. Trong bệnh lý của mình, những người mà bị bệnh ung thư đó, họ biết được một điều là có một số cái thức ăn nó cung cấp cái sự sống cho tế bào ung thư. Cho nên để mà tôi và anh em có thể nhận được cái sự chữa lành cho mình á, mà mình xem xét mà mình thấy mình có cái sai phạm gì á, thì mình phải làm gì? Xin tội.
Mình phải làm gì anh chị em? Xét mình rồi mới đến trước mặt Chúa để cầu nguyện. Nhiều người cầu nguyện ngày hôm nay tôi thấy cái bệnh tỉnh thoảng cũng hay vướng phải đây. Nếu Chúa ơi, nếu con có sai phạm gì thì Chúa tha cho con. Không biết làm sao mà ăn năn. Không ăn năn thì mà không ăn năn thì làm sao có chuyện tha thứ? Cho nên đừng có cầu nguyện kiểu đấy. Đừng có cầu nguyện là xin Chúa tha cho con những cái tội mà con không biết, nói như kiểu không đâu biết. Biết mới xin tội, còn không biết không mới xin việc. Cho nên đừng có cầu nguyện kiểu chung chung như thế. Nhớ nè, nếu mà mình nhận biết là mình sai phạm, mình phải đến trước mặt. Ở đây là sinh ra mà để xưng tội cùng nhau, cho nên là chúng ta phải xưng ra với một ai đó, với cái ông trưởng lão mà đến cầu nguyện cho mình ấy. Nhiều người chưa có sẵn sàng khai ra. Nhớ trong cái việc giải cứu đó, một sự thân có nói, nếu mà một người đó mà họ mới sẵn sàng họ khai ra, họ xưng nhận ra, họ không giải cứu. Đặc biệt những cái tội như là mạng tình, phá thai, người gạ v.v. Những cái tội mà họ mới dám nói, không bao giờ được giải cứu hoàn toàn cho người đó. Xin Chúa cho mỗi một anh em chúng ta thấy được điều này. Cho nên có những cái trường hợp mà mình biết mình gặp rắc rối. Nhiều khi Chúa muốn thách thức chúng ta. Nhiều khi chúng ta mắc phải cái sự tự do thế này, cái mình nghĩ là gì? Mình chỉ cần xin với Chúa thôi. Có những cái trường hợp nó có mình kín dấu, mình không muốn cho ai biết, kể cả cái ông mục sư đó mình không cho biết, mà mình muốn nhận được sự chữa lành, mình sẽ thấy mình tự mâu thuẫn. Trong khi Chúa bảo là gì? Hãy xưng tội cùng nhau rồi mới cầu nguyện cho nhau thì anh em sẽ được lành. Nên đừng bao giờ anh em bị lừa dối. Nếu mà Chúa đã phúc dụng, hãy xưng nhận. Và cũng ở đây cảnh báo đối với những anh em nào đi ra cầu nguyện cho người khác á, lưu ý một khi mà anh em đã hứa giữ cái bí mật cho người ta, bởi vì khi mà anh em đứng trên cương vị là cái người trưởng lão đúng không, tới thì họ sẽ xin nhận với mình cái gì? Họ sẽ xin nhận cái sai phạm của mình theo như lời Chúa đây. Có những cái sai phạm của họ là mình phải giữ kín. Có nhiều ông tới phe với tôi, ok, mình đã hứa với người ta là giữ kín rồi, tới nói với tôi làm gì? Đó là cái chỗ mà tôi nghĩ, tôi đoán thôi, đó là cái chỗ mà Chúa bảo là hãy xin tội cùng nhau. Ông trưởng lão này cũng phải nên xin tội. Bởi vì người ta đã xưng ra trước mặt Chúa, mình đại diện đến đó, giờ tự nhiên đi kể lại cho người khác là sao? Cho nên là xin Chúa giúp mỗi một anh em hãy giữ sạch mình, nếu không là mình sẽ mất cái sự sức giận. Yếu tố thứ ba đó là lòng sốt sắng. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thì có linh nghiệm nhiều. Sốt cầu nguyện sốt sắng là sao anh chị em? Nó khác với cầu nguyện lễ hội. Cầu nguyện sốt sắng là nó khác với cái loại cầu nguyện vô hồn. Nhưng mà sốt sắng nó không có nghĩa là la lớn hay là đò thét đâu nha. Tôi có đi nhiều nơi, tôi có gặp những anh em mà nhiều hội thánh họ cầu nguyện theo cái kiểu Hàn Quốc ấy. Cầu nguyện theo kiểu Hàn Quốc là gì? Là khi họ nhóm lại bắt đầu chuẩn bị cầu nguyện là họ kêu lên 3-4 tiếng ấy. Chúa ơi, nhưng mà họ gọi là Chiu, họ rùng vang ấy. Tôi đã qua bên Hàn Quốc rồi. Khi mà họ cả hội thánh họ đồng loạt họ Chiu là như thế, tưởng tượng giống như nhà nó rung rinh. Nhưng mà rồi nhiều anh em rồi nhiều hội thánh cũng copy cái đó, nhưng mà nó chỉ có âm thanh thôi chứ nó không có cái hồn nữa. Anh chị em hiểu cái điều đúng không? Nhiều khi là mình chỉ bắt chước người ta, mình cũng làm giống y như thế, nhưng mà nó không có sự sống đâu. Cầu nguyện sốt sắng không phải là to tiếng hay là nhỏ tiếng, mà cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là cái lòng nó tuôn đổ ra. Mẹ của Samuel đó, đó là bà Anna đó, bà cầu nguyện thầm thôi. Nhưng mà thật ra bà đang về cầu nguyện góc đỏ. Tôi muốn anh chị em nhìn xem trong Samuel nhất đoạn 1 câu 12 đến câu 16 á. Trong khi Anna cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va thì Eli quan sát bà. Vì bà cầu nguyện thầm, chỉ mấp máy môi, không nghe được tiếng, nên ông nghĩ rằng bà say rượu. Và nói gì? Bà còn say cho đến bao giờ? Hãy về giả sử đi. Anna trả lời thưa Chúa, không phải vậy. Tôi là một người phụ nữ có tâm thần khốn khó, tôi không uống rượu hay những thứ làm cho sai. Nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin đừng nghĩ rằng tớ gái của ông là một phụ nữ hư đốn. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức tôi phải cầu khẩn cho đến bây giờ. Cầu nguyện sốt sắng
nó không nằm ở cái chỗ là nó to hay nó nhỏ anh chị, mà là cầu nguyện nó theo cái kiểu mà anh em các bạn bây giờ thường hay nói là gì, cầu nguyện có tâm hay là không có tâm. Tức là cầu nguyện nó có lòng hay không có lòng, cầu nguyện nó có hồn hay không có hồn, cầu nguyện mà nó có sự sống hay là không có sự sống, cầu nguyện giúp đỡ hay là cầu nguyện sốc sắng, xin lỗi, cầu nguyện sốc sắng là giúp đỡ, là nhiệt tình, là hết lòng như là cầu nguyện cho chính mình vậy. Lát nữa mình xem cái phần sau của ông Eli, mình thấy ông cầu nguyện như thế nào. Cho nên khi bị dồn vào cái thế cùng quẳng thì tôi nói với anh chị em, cái tiếng kêu của tôi và anh chị em nó mới thực sự là cầu. Còn bình thường dù mình có nói hay tới đâu, nhiều khi cái lời cầu nguyện của mình nó không chạm được đến cái trần này. Anh chị em sẽ biết mình thật sự cầu nguyện giúp đỡ, mình thật sự là có lòng cùng Chúa giống như là Jacob ở trong khe Jacob, hay là nhiều, hay là mình chỉ là giữ lễ ở trước mặt. Cái sự cầu nguyện thật nó sẽ tuôn đổ ở trong đời sống. Cho nên có người khuyên là một người mà muốn lấy cái thằng chồng nó có thật sự yêu mến Chúa hay không, cứ cầu nguyện chung với nó khoảng chừng 30 phút biết liền. Thằng đó nó mạnh mẽ không biết liền, dù mình cùng cầu nguyện chung 30 phút là biết là thằng đó nó mạnh mẽ không biết. Cái anh mà gọi là có nội lực ấy, có cái sự sống thật của Chúa thì cái chuyện 30 phút là không là gì. Còn bình thường la to mồm làm vậy thôi, chứ khoảng 10 phút là hết, là không biết gì nữa, kể cả tiếng nói. Xin Chúa cho mỗi một anh em chúng ta này, khi bị khổ cầu nguyện, khi bị vui mừng thì ca ngợi, mà khi bị ốm thì mời các lãnh đạo tới cầu nguyện cho mình. Nhưng mà phải là cầu nguyện gì? Cầu nguyện bởi đức tin. Cầu nguyện sao nữa? Xưng tội ra và cầu nguyện cách sâu sắc. Giờ chúng ta sẽ đi một phần cuối cùng, đó là cái gương mẫu cầu nguyện. Câu 17 đến câu 18. Eli là người có cùng bản chất với chúng ta, nhưng mà trong bản dịch cũ, dịch tôi muốn dùng cái theo bản dịch cũ đây. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Có người cầu nguyện đó lại, xin lỗi, có người cầu nguyện lại cho đừng mưa và đất sẵn sàng hoàn. Eli là người giống như chúng ta. Hoặc nghe đến tên Eli là ai nấy trong chúng ta cũng nghĩ gì? Nghĩ đến một vị tiên tri vĩ đại của Chúa, đúng không? Mình nghĩ gì? Chờ lấy ai cho lấy một tiên tri Eli ra làm gương mẫu cầu nguyện đi, làm sao mà các phận tín đồ như mình có theo? Nhưng mà hãy nhớ, Gia-cơ không có đưa ông Eli là tiên tri. Ông bảo gì? Ông không nói là Eli là một tiên tri vĩ đại của Chúa, không, ông nói như thế. Ông nói Eli cũng là một người yếu đuối như chúng ta. Bản dịch khác thì là Eli cũng là một người có cùng bản chất, cũng là người thường như chúng ta đó. Gia-cơ không lấy chức vụ, không lấy tên tuổi của Eli ra làm mẫu anh chị em trong sự cầu nguyện, mà ông chỉ lấy cái bản chất người thường của Eli ra để khích lệ người đọc của ông và khích lệ tôi và anh em ngày hôm nay hãy dấn thân ở trong sự cầu nguyện. Vì chúng ta có cái tư duy là xem những người hầu việc Chúa đó không phải là người, mấy ông là thánh thần thì sao? Không, người hầu việc Chúa cũng yếu đuối như bình thường như mọi người thôi. Dù có nổi tiếng như thế nhưng mà Eli kinh thánh nói gì không? Chỉ là một người bình thường, có cùng cái bản chất yếu ớt, gọi là mong manh dễ vỡ, nhưng giống như mỗi một chúng ta đấy thôi. Cái bí quyết cầu nguyện của Eli nó không nằm ở cái tên tuổi của ông, nó không nằm ở chức vụ của ông, mà nó nằm ở hai điều. Thứ nhất là nằm ở cái sự cầu nguyện khẩn thiết. Bản dịch cũ dịch là ông cầu nguyện cố xin. Cố xin có nghĩa là gì anh xem? Đó là cầu nguyện một cách nhiệt thành, cầu nguyện một cách tha thiết hay là cầu nguyện một cách khẩn thiết. Cố xin nhiệt thành, tha thiết hay khẩn thiết ấy, thì nó đồng nghĩa với cái từ lúc nãy là sâu sắc. Có một điều đặc biệt là Kinh Thánh không có chỗ nào mà kể lại cái việc Eli cầu nguyện cố xin cho đừng mưa cả. Ông chỉ có cầu nguyện cố xin cho trời mưa thì có, còn cái cầu nguyện mà cố xin cho đừng mưa thì không thấy. Nhưng mà chúng ta sẽ để ý là ông cầu nguyện cố xin cho trời mưa ở trong các câu nhất đoạn 18 câu 41 đến câu 45. Eli nói với vua Ahab, xin vua đi lên và ăn uống vì tôi có nghe tiếng mưa lớn. Vua Ahab đi lên ăn uống, nhưng Eli leo lên đỉnh núi Carmel, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Rồi ông bảo đầy tớ mình, hãy đi lên nhìn về hướng biển. Người đầy tớ đi lên nhìn rồi nói không có gì cả. Eli lại bảo hãy trở lên 7 lần. Đến lần thứ 7, người đầy tớ nói, kìa, từ phía biển có một cụm mây nhỏ bằng lòng bàn tay nổi lên. Eli nói tiếp,
Hãy đi nói với vua Ahab rằng xin vua thánh xe và đi xuống kẻo mưa cầm chân vua lại chân. Trong chốc lát, bầu trời bị mây đen, bị mây che đen kịt, gió nổi dậy và có cơn mưa rất to. Ahab liền chạy xe đến Gibeon. Tất cả có bao nhiêu lần anh chị? 7 lần. Có người bảo rằng nếu Abraham mà cũng cầu xin 7 lần như thế, giống như Eli ngài, thì có lẽ thành Sodom và Gomorrah sẽ không bị lửa từ trời hủy diệt. Abraham dừng ở cái lần thứ 6. Nếu bạn muốn đọc thì về nhà đọc ở trong sáng thế ký đoạn 18 câu 23 cho đến câu 3. Nên trường hợp này nó cũng nhắc, nó khiến chúng ta liên tưởng đến cái câu chuyện mà cái bà hóa với lại cái việc quan án không công bình cũng trong Luca, trong Luca đoạn 18. Cả ba cái đoạn này liên quan tới cái sự cầu nguyện bệnh đổ đó đều là đoạn 18 hết. Các cô nhất 18, sáng thế ký 18 và Luca 18. Như vậy thì cái sốt sắng hay là khẩn thiết cầu nguyện hay là bí quyết hiệu quả của Eli. Ông cũng là một người bình thường như chúng ta thôi, nhưng mà lần cầu nguyện ông hiệu quả bởi vì ông cầu nguyện sâu sắc. Bí quyết thứ hai cũng là điều cuối cùng, đó là cầu nguyện với lòng tin quyết. Để có thể cố xin hay là để có thể sâu sắc bền đổ cầu nguyện thì cần phải được căn cứ trên một cái cơ sở nào đó anh chị. Cơ sở mà Eli cố xin cho đừng mưa suốt 3 năm rưỡi đó, rồi sau đó là ông cố xin suốt 7 lần để mưa rơi xuống đất đó, đó là ông đặt lòng tin nơi chính Đức Chúa Trời và nơi lời của Chúa. Tin nơi chính Đức Chúa Trời tức là tin nơi quyền năng tuyệt đối của Chúa và tin nơi cái sự thật tính của Chúa. Còn tin nơi lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là tin vào cái sự hướng dẫn của Chúa và tin nơi lời hứa của Chúa. Thực ra thì cái việc mà cầu nguyện cho trời đừng mưa hoặc là cầu nguyện cho trời mưa đó, nó đều căn cứ ở trên ngũ kinh cả sách, năm sách Mô-xe và đặc biệt là trong sách Luật Truyền Lời Ký đoạn 28. Khi dân sự mà thờ hình tượng thì này là những án phạt sẽ xảy ra. Eli căn cứ trên đó mà cầu nguyện, bầu trời trên đầu các ngươi sẽ cứng như sắt, thay vì mưa xuống sẽ là thế này thế này thế này. Rồi khi mà nếu mà một khi mà dân sự Chúa mà ăn năn quay trở lại thì sao, trời sẽ mở ra mưa thuận gió hòa. Cho nên Eli thì là người bình thường như tôi và anh em thôi, nhưng mà ông sốt sắng hay là ông cầu nguyện một cách bền đổ và phép lạ xảy ra là bởi vì ông căn cứ trên lời Chúa và ông đặt lòng tin lên Đức Chúa Trời của mình rằng là Ngài là đấng thành tín trong sự ban phước và cũng cả thành tín trong sự giáng họa. Chiều hôm nay tôi và anh chị em được lời Chúa nhắc hay là soi dẫn thì chúng ta nhớ lại trong mọi lĩnh vực của cuộc đời có một cái phản ứng mà Chúa, một phản ứng duy nhất mà Chúa kêu gọi tôi và anh em thực hiện, đó là cầu nguyện. Vui buồn sướng khổ khỏe mạnh hay ốm đau đều cầu nguyện cả, hoặc là cầu xin, hoặc là cảm tạ, hoặc là mời người khác đến tận tay cầu nguyện cho mình. Nhưng mà để cái hiệu quả của lời cầu nguyện hay là để mình có thể nhận được cái điều mà mình cầu xin ấy, thì hãy nhớ điều này, chúng ta phải cầu nguyện bởi đức tin, cầu nguyện bởi cái đôi tay thánh sạch, tức là cầu nguyện mà mình không có tội lỗi gì, mình phải xưng nhận điều đó ra, và cầu nguyện với cái sự bền độ hay là cầu nguyện với lòng sâu sắc. Eli là một tấm gương cho tôi và anh chị. Điều mà tôi muốn hỏi này, bao nhiêu người trong anh em nhìn thấy những cái mặt lệnh đơn so trong cuộc sống này là những điều mà mình vẫn thường tin lầm, hay là dầu rằng tôi và anh em biết lời của Chúa nhưng mà thật sự chúng ta chưa không giữ như đang phải không? Chúng ta cùng đứng lên trong thời gian, mỗi một người trong anh em lấy lòng chân thành chúng ta ra mắt Chúa, hãy nói rằng Chúa, con cảm ơn Ngài vì những hướng dẫn cụ thể của Ngài cho những sinh hoạt trong cái đời thường của con. Tưởng là rất là đơn sơ nhưng thật sự nó đòi hỏi tôi và anh em cần phải có cái sự khiêm nhu đáng kể để có thể làm theo. Có thể ai đó trong các bạn cảm thấy là mình đang gặp khó khăn, mình đang gặp rắc rối mà dường như Chúa không trả lời, Chúa không nói hòa gì đến tình trạng của mình. Chúa muốn hỏi anh xem, con có đang hành xử đúng như cái điều ta khám giải không? Con có đang cầu nguyện không? Con đang bị bất công, con đang bị đối xử bất công chăng? Con đang bị ngược đãi chăng? Con đang
gặp khó khăn chứ. Con có cầu nguyện không? Con có ủy quyền cho ta để xử lý cái sự vụ của con không? Hay là con đang tìm cách để giải quyết cái vấn đề đó bằng cái khả năng của chính mình? Có thể ai đó trong anh em đang ở trong tình trạng là có điều kiện, đang được Chúa ban phước, đang gặp mọi sự thuận lợi. Chúa hỏi rằng: con ơi, con có còn nhớ ta hay là con đã quên ta? Có ai đó trong anh em đang gặp ốm đau trong thân thể của mình, thì bao nhiêu người trong anh em tin cậy Chúa, mời người lãnh đạo thuộc linh của mình đến để họ nhân danh Chúa sức giàu cho mình và cầu nguyện, để qua cái hành động đức tin đó mà Chúa sẽ đỡ chúng ta dậy, Chúa sẽ chữa lành cho mình. Có những người trong anh em đã nhận lấy cái phúc phận này, để nhận biết cái công cụ mà Chúa đặt để đem lại phúc phận cho mình. Chiều hôm nay Chúa thách thức anh em: con ơi, khi con đang gặp khổ, khi con đang gặp khó khăn, hãy trở lại cái gương mẫu, cái người của ta là Eli trong năm xưa. Ông cũng là một người bình thường yếu đuối như con, nhưng có một điều ông làm là ông cố xin. Dù là ông cố xin những cái điều rất là lạ, cố xin cho đừng mưa hay là cố xin cho mưa, ta vẫn nghe, ông đáp ứng. Thì các câu tới ta cầu